Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Hòa thuận với người thân cần 4 không nên nợ, 5 việc không nên làm. Vâng thưa các bạn, mỗi người đều có một gia đình khác nhau. Để có thể hòa thuận với nhau cũng là một loại học vấn. Có những gia đình vô cùng hòa thuận, hạnh phúc. Lại có gia đình anh em xô xát, tài lộc kém cỏi. Theo các chuyên gia, để anh em có thể chung sống hạnh phúc với nhau thì nhất định không được làm 5 việc và 4 khoản không được phép nợ. 4 khoản không nên nợ. Thứ nhất là nợ kinh tế. Dù có thân thiết đến mấy, dù là anh em trong nhà vẫn cần rạch ròi chuyện tiền bạc, nếu không sẽ mang đến tai họa về sau. Việc thiếu nợ giữa những người thân đôi khi thực sự không thể phân rõ ràng. Nhưng có nợ không thể lơ là đại khái. Tới lúc cần vẫn nên tính toán rõ ràng. Bạn hãy hiểu rằng hạch toán rõ ràng sẽ không gây bất hòa. Ngược lại, rối rắm sẽ sinh ra mâu thuẫn sứt mẻ. Trong vấn đề tiền bạc, giữa hai bên có thể rõ ràng với nhau thì sẽ không gây tranh cãi, rắc rối, tránh tạo ảnh hưởng về sau. Thứ hai là nợ trách nhiệm. Cuộc đời là một sân khấu lớn, mỗi chúng ta đều đóng những vai trò khác nhau như con cái, cha, mẹ, vợ chồng, anh em, chị em. Mỗi vai trò đều có những trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Ví dụ là người con trai cả trong gia đình, bạn cần phải gánh vác trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, yêu thương và bảo ban các em, không được đùn đẩy trách nhiệm đó cho người khác. Là người mẹ, bạn cần có trách nhiệm nuôi dạy con cái, yêu thương và bảo ban chúng nên người. Là vợ chồng với nhau, cần yêu thương, chia sẻ và bao dung lẫn nhau. Là anh chị em trong nhà thì cần sống hòa thuận, đoàn kết và quan tâm. Và rất nhiều chuyện khác nữa. Mỗi chúng ta cần làm tròn vai diễn cũng như trách nhiệm của chính mình. Như vậy mới có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Thứ ba là nợ tình cảm. Bạn bè với nhau có lẽ không ai muốn nợ tình cảm. Giữa người thân với nhau càng nên như vậy. Mối nợ thâm sâu nhất là món nợ ân tình, đặc biệt là giữa những người thân với nhau. Người thân trong gia đình là những người gắn bó thân thiết với chúng ta nhất. Có thể vì chúng ta mà hy sinh, yêu thương vô điều kiện. Món nợ đó thật không cách nào có thể trả hết. Đặc biệt là đối với cha mẹ. Một số người khi ra ngoài xã hội, họ thường đối xử tử tế với người ngoài, nhưng khi đối xử với người thân trong gia đình lại lạnh nhạt hời hợt. Đây thực sự là sai lầm lớn. Thứ tư, đó là nợ thời gian. Những người thân yêu của chúng ta không yêu cầu chúng ta phải có thành tích to lớn như thế nào. Đối với họ, chỉ cần gia đình đoàn tụ, khỏe mạnh, không bệnh tật tai ương, sống bình yên, thì dù có uống nước chè đắng, ăn cơm nhạt, cũng thi vị hơn nhiều so với các món sơn hào hải vị. Chúng ta đừng đợi đến khi cha mẹ già yếu, từ giã cõi đời, rồi mới hối hận nghĩ đến việc báo hiếu. Chúng ta cần dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh những người thân yêu, nhất định không được nợ họ thời gian. 5 việc không nên làm. Thứ nhất, không khoe khoang trước mặt người thân. Để hiển thị. Bạn mua một chiếc xe mới, bạn mua một ngôi nhà mới, bạn mua một món đồ trang sức mới. Bạn có thể chia sẻ với người thân, nhưng đừng tỏ ra hiển thị. Đừng nhắc đến những điều đó trước mặt người thân và bạn bè. Bởi vì hiển thị là tâm rất không tốt nếu bạn chia sẻ họ với niềm vui. Và muốn họ chia sẻ cùng bạn thì có thể được. Thứ hai, không hỏi quá nhiều về việc riêng tư. Dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn can dự vào. Tôn trọng đối phương chính là tôn trọng gia đình và tình cảm của bạn. Thứ ba, không để người thân cứ mãi trả tiền hóa đơn. Dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, khi mời nhau ăn cơm nên cố gắng không để cho họ cứ luôn phải trả tiền hóa đơn cho mình. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự cố gắng từ hai phía.
hai bên có sự qua lại lẫn nhau. Như vậy, mối quan hệ anh em trong nhà mới có thể lâu dài. Đừng để những chuyện nhỏ trở thành cuộc cãi vã không hồi kết. Thứ tư là không vô ơn. Mỗi khi nhận được sự trợ giúp của ai đó, chúng ta cần cảm ơn họ. Nhiều người nghĩ rằng người thân của mình cần gì cảm ơn, họ giúp mình là chuyện đương nhiên. Kỳ thực chúng ta không nên có cách nghĩ như vậy. Người có lòng biết ơn trong tâm thường là người bao dung, độ lượng, biết cách suy nghĩ cho người khác. Thứ năm là không tùy tiện chỉ trích người thân, bạn đời. Ngạn ngữ phương Tây có câu, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Do đó, đừng bao giờ vội chỉ trích người thân của mình khi bạn chưa hiểu rõ được toàn bộ sự việc. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.